Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đơn bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Bạn sẽ liên tục biết ơn vũ trụ về điều gì trong 10 ngày tới và đây hiện ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hai xin chào các bạn tụ 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Để xem coi bạn sẽ liên tục biết ơn vũ trụ về điều gì trong 10 ngày tới Và đây những trao bày chung hay nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Các bạn tuổi 1 là những người đang rất là tập trung vào tài chính, ha, đang nỗ lực để kiếm tiền. Các bạn là những người có một cái sự tự lực cánh sinh, rất là độc lập và kiên cường cũng như có sự nâng cấp uh, kỹ năng, tài nghề, sự khéo léo của mình. Các bạn rất là uh, tỉ mỉ nha. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng khá là cầu toàn nữa. Và bạn cũng biết lên kế hoạch, ha, biết đường hướng tương lai và biết gọi là, là thực hiện những gì để có thể đạt đến cái mục tiêu, mục đích của các bạn. Uh, một số bạn làm việc trong đội nhóm và có thể bạn cũng được rất là nhiều những cái ánh mắt ngưỡng mộ uh, từ mọi người dành cho các bạn hoặc là bạn luôn có sự học hỏi không ngừng nghỉ ha ở đây mình thấy có thể là bạn rất là được mọi người quan tâm biết tới hoặc là các bạn có thể là một người có cái tiếng nói trong cộng đồng hoặc là một số bạn thì có thể là tâm điểm của sự chú ý đó. và có thể bạn cũng có những cái mối quan hệ rất là thân thiết gần gũi hoặc bạn có khả năng giao lưu khả năng gọi là kết nối với mọi người bên cạnh đó thể một số bạn các bạn cũng đang gọi là tìm kiếm cho mình một đối tượng tình yêu hoặc là các bạn đang tìm kiếm đối tác ha, khách hàng à, ngoài ra thì có thể các bạn là những người khi yêu thì yêu cũng rất là nồng nhiệt cũng rất là chân thành và có sự gọi là chung thủy ừ. đây mình thấy có thể là bạn đang hy vọng rằng cuộc sống của bạn ha được uh, trọn vẹn về mọi mặt cả tình yêu lẫn về tài chính và công việc mình thấy là như vậy À, ngoài ra ở đây thì mình thấy dường như các bạn đang bắt đầu những cái điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mình những cái ý thức lối sống mới hoặc là những cái con đường mới những cái ý tưởng mới kế hoạch mới gì đó và bên cạnh đó mình thấy các bạn cực kỳ thông minh ha tuy nhiên thì khi mình mới bước chân vào một cái lĩnh vực mới thì tốt nhất mình nên có sự khiêm tốn khiêm nhường để học hỏi lắng nghe từ người khác thì bạn sẽ tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm ha À, từ nhiều cái bài học hoặc là từ những cái người mà quý nhân bạn gặp được nhắc là như vậy à. rồi để mình xem coi bạn sẽ liên tục biết ơn vũ trụ về điều gì trong uh, 10 ngày tới Wow không biết bây giờ các bạn đang có những cái điều ước gì đó nhưng mà trong 10 ngày tới Nó sẽ trở thành sự thật <laughs> ở đây mình thấy là ơn trên đang rất là vui lòng ban cái điều ước cho các bạn đó và các ngài đang hoạt động phối hợp với tất cả các sức mạnh và năng lượng của vũ trụ à, nhưng mà bạn cần phải có niềm tin và có sự dâng lên cái lời cầu nguyện nha thì cái điều bạn mong ước nó sẽ mau chóng trở thành sự thật hãy tập trung và giữ cho mình cái sự gọi là bình yên nhất đồng thời tránh những sự tiêu cực ảnh hưởng đến À, suy nghĩ của các bạn cũng như hành động các bạn. Bạn hãy thường xuyên ra ngoài hòa mình với thiên nhiên để có thể giữ cho tinh thần của bạn nó có sự gọi là bay bổng với cái nguồn năng lượng kỳ diệu của niềm vui và lòng biết ơn ha. Có thể là có một người thân nào đó đang lên kế hoạch tạo bất ngờ cho các bạn. Ừ. Hoặc là trong thời điểm này các bạn có khả năng sử dụng luật hấp dẫn rất là nhanh. À, cho nên những gì bạn suy nghĩ có thể là bạn sẽ thu hút nó đến bạn nhanh hơn. Ừ và ngoài ra bạn hãy chắc chắn rằng những cái lời cầu nguyện thầm lặng và cái lời nói của các bạn nó phù hợp với mong muốn của bạn chứ không phải là nỗi sợ hãi của các bạn. Ừ. hãy có niềm tin vào vũ trụ bởi vì các bạn sẽ rất là ngạc nhiên, rất là bất ngờ với những cái phước lành mà ngài sẽ mang đến hoặc là cái điều ước gì đó của bạn nó sẽ được thực hiện nhanh chóng. Ừ. Ngoài ra ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự gọi là phát triển cái À, thói quen ăn uống mới, ha. một cái cách ăn uống mới nó mang lại cho bạn nhiều năng lượng hơn, sức khỏe tốt hơn, sự minh mẫn hơn và có cái khả năng thu hút những điều bạn mong muốn cho à, thành sự thật um, nhanh hơn. à Thời điểm này mình thấy các bạn được khuyến khích hãy ăn những thực phẩm tươi sống trong vườn à, là cái cách sống lành mạnh và tự nhiên nhất. Và ngoài ra thì bạn được hướng dẫn làm theo trí tuệ của ân trên, ăn nhiều rau trái cây, các loại đậu hạt đặc biệt là các loại hữu cơ đa dạng ha ừ. có thể các bạn sẽ hướng về ăn chay ha. và ngoài ra thì khi mà bạn có sự thay đổi trong mô hình ăn uống thì sẽ mang lại cho bạn những cái thay đổi tích cực như là suy nghĩ rõ ràng tăng cái khả năng tâm linh và nhiều năng lượng hơn nữa hãy cầu xin ơn trên hỗ trợ cho bạn trong cái việc thực hiện cái sự thay đổi này và cái ngày sẵn sàng làm điều đó bao gồm cái việc gọi là giúp cho bạn có thể À, chăm sóc cho khu vườn của mình hoặc là khu vườn của bạn nó có sự bội thu ừ. hoặc là mua được à, tìm được một cái địa chỉ nào đó cung cấp à, thức ăn tươi sống à, ngon ha à, hoặc là rẻ vân vân ừ. à, bên cạnh đó các bạn sẽ loại bỏ những cái hóa chất khỏi chế độ ăn uống của mình ừ. đồng thời các bạn cũng được khuyến khích hãy cầu nguyện ha, có sự gọi là cảm ơn trân trọng những gì mà bạn có trong ngày những thực phẩm mà bạn được hưởng dụng trước khi ăn. Ừ. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thực hiện một số nghiên cứu để việc uh, cân bằng chế độ ăn uống của bạn nó diễn ra một cách uh, tốt đẹp nhất. Ừ. Bên cạnh đó các bạn hãy có sự kết nối với thiên nhiên, đây cũng chính là một phần quan trọng trong cái việc gọi là biến ước mơ trở thành sự thật nè. Nha. À, khi mà bạn ở ngoài thiên nhiên thì bạn có khả năng gọi là có sự kết nối với cây cối hoa lá bươm bướm chim chia chim ánh nắng và có sự gọi là kết nối với động vật vân vân thì các bạn sẽ có được những cái sự rõ ràng hơn và những thông điệp được mang đến các bạn ừ. câu trả lời cho câu hỏi của bạn là thiên nhiên ngoài trời nơi mà bạn có thể dễ dàng suy nghĩ và tiếp nhận những cái ý tưởng sáng tạo ừ. À, ngoài ra thì mình thấy có thể một số bạn các bạn có cái tư tưởng sẽ trồng một vườn hoa hoặc là nhận nuôi một con vật cưng mới ừ, hoặc là các bạn có khả năng là sẽ có một cái sự chuyển uh, sang một cái giai đoạn ừ. sống một cuộc sống nó thoải mái nó thư giãn ha nó tự nhiên nhất ừ. không có gò ép bản thân của mình nữa và bạn sẽ phát hiện ra bạn có một cái năng khiếu bẩm sinh trong cái việc bạn giao tiếp với động vật đó là bạn được khuyến khích mang thiên nhiên vào nhà các bạn với những cái chậu cây và vân vân bạn cần ánh nắng mặt trời hoặc là ánh sáng để bạn có thể nâng cao tâm trạng và cảm xúc của mình tuy nhiên giai đoạn này cái nguồn nắng nó rất là qua nó rất là độc cho nên là mình hãy chọn cái thời điểm thích hợp để bạn kết thối kết nối với ánh nắng nha và ngoài ra thì vào cái mùa hè này sẽ là cái thời điểm các bạn sẽ có được khá là nhiều những mong ước trở thành sự thật ha ừ. những cái khát khao của bạn nó sẽ được gọi là thể hiện Miễn à, mong muốn của bạn đã được lắng nghe và thời điểm thiên liêng đang dọn đường cho những cái lời cầu nguyện được đáp lại đến với bạn với thời điểm hoàn hảo ừ. ngoài ra thì mình thấy một số bạn các bạn đang làm một cái điều gì đó thì có thể vào mùa xuân À, có thể là mùa xuân năm sau à, mọi câu trả lời hoặc mong muốn của bạn nó sẽ được gọi là bắt đầu à, nở rộ ừ. các bạn sẽ được hưởng lợi khá là nhiều những phước lành và mong muốn của bạn à, sẽ thu hút được ha. Ừ. bạn à, sẽ có sự tràn đầy niềm tin và bạn hãy dành những cái lo lắng của bạn cho ơn trên cho các thiên thần à, bởi vì các ngài có thể nhìn thấy đằng sau hậu trường và sẽ đảm bảo rằng những cái mong muốn và phước lành của bạn đang đến với các bạn một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là à, các bạn à, nào đó đang mong con thì có khả năng là các bạn trong cái mùa hè này các bạn có tin tức vô và con cái và có thể vào năm sau là các bạn sẽ sanh nở <laughs> một số bạn nữ cũng thấy như vậy ừ, hoặc là có một vài bạn ở đây mình thấy là dự án của bạn nó sẽ hình thành nó sẽ phát triển vào mùa xuân năm sau ừ hoặc là khu vườn hoa của bạn bây giờ bắt đầu trồng thì có thể là mùa mùa xuân năm sau thì có thể là nó sẽ nở rộ xinh đẹp vô cùng ừ, hãy mở lòng đón nhận những khởi đầu mới à. hoặc là những bạn nào các bạn có thực hiện cái điều gì đó vào cái mùa xuân này thì có thể làm vào mùa hè này các bạn sẽ cảm sẽ có cái cảm giác mọi thứ nó đang gọi là dần dần được gọi là nảy nở và phát triển à, đúng như cái mong đợi các bạn ngoài ra ở đây thì mình thấy cái cảm xúc của bạn nó được chữa lành nè khi mà trái tim của bạn nó lành lại cái nỗi đau cảm xúc cũ thì bạn nhận được những cái phước lành về tình yêu mới ha bạn đang chữa lành những cái nỗi đau cũ thì điều đầu tiên bạn nghĩ đến chính xác là cái vấn đề bạn đang giải quyết khi mà bạn có thể buông bỏ được cái sự tức giận những cảm giác tội lỗi hoặc là những cái vết thương tinh thần khác thì bạn có thể đánh thức một cái cấp độ sức mạnh mới bên trong bản thân của mình và bạn có cái khả năng để bạn thu hút mọi thứ mà bạn mong muốn và hơn thế nữa ha. Hãy kêu gọi, hãy cầu xin ơn trên cũng như nhờ, nhờ những cái chuyên gia gì đó hỗ trợ giúp cho bạn có thể vượt qua cái khoảng thời gian chữa lành này. Bạn hãy biết rằng bạn rất là đáng yêu trong mắt của vũ trụ, bạn xứng đáng có một cái trái tim hạnh phúc. Sự chữa lành đang diễn ra trong cơ thể của bạn về tinh thần lẫn về cảm xúc. À, và bạn đang chuẩn bị cho một cái tình yêu mới bằng cách bạn hàn gắn những tổn thương cũ từ những mô hệ trước đó và cái tình huống mà bạn đang gặp phải nó lại mang đến cho bạn một cái sự phát triển cá nhân to lớn đôi khi nhờ nó mà bạn có thể sau này sẽ giúp được khá là nhiều người họ trải qua những khó khăn đó và họ có thể vượt qua được giống như các bạn Ngoài ra một số bạn các bạn đang thực hiện cái gì đó, gì đó mới thì các bạn cần phải tìm kiếm thêm thông tin Phải à, xem xét kỹ hơn trước khi bạn tiếp tục ừ. Một số bạn ở đây các bạn đang cố gắng đưa ra một cái quyết định nào đó mà nó không có sự hiểu biết đầy đủ về tình huống đó Bạn hãy dành thời gian nghiên cứu bao gồm cả việc hỏi vũ trụ và những người khác để biết thông tin ừ. Đồng thời hãy đi theo bất kỳ những sự hướng dẫn dẫn dắt nào đang được mang đến cho các bạn thông qua trực giác dấu hiệu hoặc là những con số lập hoặc là những thông điệp ha, đến với bạn một cách bất ngờ ừ. và bạn sẽ nhận được một cái sự thật mà bạn cần à. và khi bạn nhận được những cái thông tin rõ ràng thì bạn có thể thay đổi kế hoạch ban đầu của mình à, và bạn đừng có lo lắng bởi vì đây là một cái sự thay đổi tích cực sẽ mang lại cho bạn nhiều phước lành hơn về lâu dài ừ. các bạn nên uh, khuyên được khuyến khích hãy đọc thêm nghiên cứu thêm hoặc tham gia một cái lớp học một khóa đào tạo gì đó để nâng cấp sự hiểu biết của mình và hãy tin tưởng vào những cái sự tình cờ, những sự đồng bộ đang xảy ra. À. Và nếu như trực giác của bạn có câu trả lời với các bạn là không, không nên làm cái điều gì đó, ha, bạn cảm thấy có sự bức rứt và khó chịu thì hãy tin vào cái cái bản năng này của các bạn. Bạn sẽ liên tục biết ơn vũ trụ về điều gì trong 10 ngày tới? Ở đây mình thấy các bạn mà không nghiên cứu kỹ lưỡng thì có thể là các bạn sẽ rất là dễ gọi là đưa ra quyết định sai và sẽ có sự hối hận. Nhưng mà ở đây mình thấy có thể là các bạn được ơn trên mách bảo cho nên là bạn đi theo cái sự mách bảo trực giác của mình. Và bạn tránh được rủi ro cho nên là mình thấy các bạn sẽ ở trong cái trạng thái biết ơn bởi vì được ơn trên gọi là hỗ trợ giúp cho bạn không có đưa ra những cái quyết định không phù hợp. Ừ. Wow, ở đây mình thấy thể là một số bạn các bạn có rất là nhiều điều để biết ơn liên tục luôn có thể là các bạn sẽ có công việc mới nếu như bạn đang tìm kiếm nha có cơ hội công việc mới nhưng mà bạn phải lựa chọn có nhiều cái cơ hội đến nhưng mình phải có sự tập trung sang mình thật sự cần phù hợp với cái gì à, thì mình tập trung vào cái đó và đồng thời có sự nâng cấp học hỏi phát triển bản thân để có thể hòa hợp hoặc là thu hút được cái cơ hội đối với mình một cách um, mạnh mẽ nhất Ừ. ngoài ra thì có thể một vài bạn có bạn có những cái mâu thuẫn gì đó với cha mẹ của mình thì sẽ được hòa giải ha trong 10 ngày tới bên cạnh đó một số bạn có thể là các bạn sẽ à, có một cái sự gọi là bạn cầu nguyện cho cha mẹ của mình hoặc là người thân có bạn vấn đề sức khỏe à, hoặc là thể chất tinh thần gì đó sẽ được chữa lành ừ. à, bên cạnh đó thì có thể là các bạn cũng có niềm vui về à, gia đình ha có khả năng là nhà có tiệc cưới hoặc là một số bạn có thể là các bạn sẽ được ai đó làm mai một người kết hôn với các bạn vân vân hoặc là có một số bạn sẽ có nguồn tiền tiền lương thì hưởng lợi nhuận đầu tư nguồn tiền khá là nhiều ha các bạn có tới 10 tiền lượng. và bên cạnh đó thì có thể là bạn sẽ giật vào những ý tưởng sáng tạo phong phú cho công việc của mình ngoài ra thì mình thấy có những thử thách những đấu tranh mâu thuẫn gì đó nhưng mà mình thấy bạn sẽ vượt qua được tất cả bạn sẽ chiến thắng với cái sự gọi là dưỡng trí sự kiên cường và sự quyết liệt của các bạn nhưng mà giai đoạn này không có nên tranh cãi gây hấn hoặc là chứng minh mình đúng với những người không cùng tần số các bạn sẽ rất là mất thời gian và cũng chẳng có hay ho gì cũng chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống của mình cho nên hạn chế tiếp xúc hoặc là um, lãng phí thời gian với những người không cùng ngận, nhận thức với các bạn để tránh bị cái nguồn năng lượng của họ ảnh hưởng ha ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn nên có sự suy xét cẩn thận ha biết người biết ta trong cái trường hợp nào đó để tránh hiểu lầm người khác hoặc là tránh đưa ra những nhận xét phê bình chỉ trích sai lầm có khả năng là sẽ khiến cho bạn có sự hối hận hối tiếc ở đây à, tuy nhiên thì có thể là bạn có một sự gọi là cân bằng và biết suy si tính thì bạn được uh, uh, bạn được cảnh báo trước cho nên là có thể một số bạn các bạn sẽ có thể có sự tỉnh táo hơn trong những cái điều này là không có gây ra bất kỳ những cái um, tranh chấp nào hết. Ừ. Bên cạnh đó là có những cơ hội kiếm tiền mới hoặc là các bạn nâng cao được kỹ năng, sự sáng suốt và sự khéo léo của mình trong công việc và được người khác gọi là um, cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc là được mọi người gọi là uh, thắng phục ha và có sự khen ngợi biểu dương gì đó ở đây. Ừ. Và có thể bạn sẽ nhận ra một cái sự thật nào đó, một cái uh, vấn đề nào đó được tỏa sáng và có, nó được gọi là lộ ra ánh sáng và các bạn biết để bản thân bạn có thể đưa ra những quyết định phù hợp hơn với cuộc sống của mình. Ừ. Một số bạn ở đây có thể uh, có khoảng 20% một số bạn sẽ tìm được cho mình một cái đối tượng yêu thương và cái người này họ khá là hợp với bạn về mọi mặt. Về suy nghĩ về lối sống hoặc là họ, họ với bạn có một cái sự hướng về gia đình khá là nhiều. À, hoặc là có thể có một vài bạn sẽ tiến đến hôn nhân. Ừ tiến đến uh, kết hôn ừ. hoặc là cái người thân người mà bạn quan tâm lo lắng cho họ vấn đề đó thì có thể là họ có được cái uh, người như ý mình thấy là như vậy à, bên cạnh đó thì có thể như mình nói một số bạn sẽ có tin tức vui về con cái hoặc người thân của bạn có khả năng là sanh, uh, sanh đẻ thành công à. ừ. ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn sẽ có cơ hội có sự đủ đầy dư giả để các bạn có thể mua cái món đồ bạn yêu thích tuy nhiên thì mình thấy các bạn có tiền thì nên có sự đầu tư để nó sinh lời chứ đừng có gọi là tiêu tiền dung tay quá tráng và những cái tiêu sản nó không có sinh lời được thì sẽ rất là ủng phí cho nên chỉ mua những gì thật sự cần thiết thôi ha mình thấy là như vậy À, có một số bạn uh, nữ có thể là bạn sẽ trở nên xinh đẹp hơn Nếu như bạn có một cái chế độ gọi là chăm sóc cho cái um, sức khỏe Cũng như cái lối sống, cái um, uh, hành trình ăn uống của các bạn uh, Nó lành mạnh hơn đó Thì có thể một số bạn nữ sẽ trẻ hơn Sẽ đẹp hơn ha. Uh, Sẽ được mọi người khen ngợi nhiều hơn Kiểu uh, vậy sẽ trở nên rất là thu hút Ừ Hoặc là bạn nam ha, tuy nhiên mình thấy các bạn mang năng lượng nữ là nhiều Hoặc là chuyện gia đình của các bạn nó được giải quyết ổn thỏa đó Ở đây mình thấy cái nguồn năng lượng của sự chuyển tiếp, của sự thay đổi Ừ điều này sẽ xảy ra trong cái khoảng thời gian 10 ngày tới và một cái sự tái sinh gì đó sẽ diễn ra và nếu như bạn đang giữ nếu giữ những gì đã cũ kỹ thì đã đến lúc các bạn phải buông bỏ nó rồi cái việc kích hoạt lại nó có thể diễn ra ở bất kỳ những lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn và hãy cảnh giác với những cái sự lừa dối hoặc là những cái sự tham lam mà người khác gọi là gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn nha Và ngoài ra trong cuộc sống các bạn nên thể hiện cái sự trung thực của mình Bất kỳ những sự lừa dối, những cái sự gọi là không trung thực nào đó Sẽ phải trả một cái giá khá là đắt, sẽ hối hận Cho nên bản thân mình phải đi theo hướng đúng và tránh làm điều sai trái ha Ở đây mình thấy có thể là các bạn được ơn trên bảo vệ nè, protection nè ừ. cho nên đôi khi mình có những cái sự va vào những cái thử thách hoặc là những khó khăn gì đó nhưng bạn được bảo vệ và mọi thứ sẽ diễn ra một cách êm ái cho các bạn. Đồng thời có thể là bạn đang đi đúng đường Và bạn đang được bảo vệ Bạn phải tiếp tục tiến lên và không có bỏ cuộc à, Và hãy tin vào chính mình Và lắng nghe tiếng nói bên trong các bạn à, Bạn là một nhân tố rất là quan trọng à, Trong các bạn kế hoạch của vũ trụ Dành cho cuộc đời các bạn Và đồng thời hãy cẩn thận Để bạn không có đảm nhận những cái điều gì đó Mà bạn không hiểu, không rõ à, Tránh để người khác có thể kiểu như là họ đùng đẩy trách nhiệm hoặc là họ giao cho bạn những điều gì đó mà bạn không có biết thì có thể là bạn nhận lời rất là dễ gọi là bị người khác gài ha hoặc là ký kết giao dịch gì đó thì hãy tìm hiểu kỹ lưỡng chứ đừng vội vàng nhận lời thì có thể sẽ gây thất thoát cho các bạn đó Ngoài ra có thể có một số bạn Có bạn có tình yêu thì mình thấy các bạn nên cẩn thận trong việc lựa chọn đối tượng bởi vì có rất là nhiều người xuất hiện Hãy chọn cái người mà bạn cảm thấy an toàn, mà cảm thấy có thể tiếp nói, kết nối được và tìm hiểu về họ nhiều hơn để tránh bị người khác lừa rồi trẻ rồi sẽ có một cái sự hối hận ở đây ha. Và bạn là người có một cái ý chí tự do cho nên là hãy có một cái sự kết nối với thần thánh để bạn có thể hòa hợp với ý chí của các ngài ha. Các bạn đang có sự nâng cao cái nguồn năng, năng lượng mạnh mẽ bên trong các bạn nó sẽ giúp cho bạn có thể thay đổi vận mệnh của bạn và đối mặt với những thử thách một cách mạnh mẽ nhất. Ừ. các bạn đang được ơn trên bảo vệ bạn khỏi những cái ác nha. hãy bình tĩnh và đừng có sợ hãi và cân bằng cảm xúc của mình ừ. các bạn được gia tăng sức mạnh các bạn được chữa lành à, mình thấy là như vậy Nó, các bạn cũng có lá chính tiền nữa cho nên là tiền đến với bạn khá là nhiều <laughs> trong giai đoạn 10 ngày tới à, và những cái gì mà bạn cố gắng nỗ lực quyết tâm thì các bạn sẽ có được cái thành quả xứng đáng và ngọt ngào dành cho các bạn ha ừ. Hoặc là những cái khoản đầu tư dài hạn gì đó của các bạn có khả năng nó có sự tăng trưởng sinh lời Đặc biệt có thể một số bạn mua vàng hay gì đó thì có thể nó sẽ tăng giá và nó lên cao ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo đi nhận những video mới nhất từ mình nha Xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi Uhm. bạn sẽ liên tục biết ơn vũ trụ về điều gì trong 10 ngày tới và đây hiện ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ hai các bạn tụ hai hiện tại các bạn đang rất là miệt mài chăm chỉ nỗ lực làm việc rất là siêng năng và có thể các bạn cũng là một người rất là yêu động vật yêu môi trường có một số bạn ở đây rất là yêu màu xanh ha à. và bên cạnh đó mình thấy các bạn là những người rất là có lòng tốt, ừ, hướng thiện và hiện tại thì nói chung cái vấn đề bạn chủ yếu tập trung đó là vấn đề tài chính là nhiều ừ, một số bạn ở đây mình thấy có cuộc sống khá là sung túc đủ đầy dư giả hoặc là bạn rất là khao khát có được một cuộc sống như thế này ở đây thì mình thấy có thể có một số bạn là xung quanh bạn có thể là cũng có rất là nhiều người họ ganh tị hoặc họ rất là muốn tìm hiểu tại sao bạn lại có một cuộc sống nó an toàn nó um, dưỡng chắc về mặt tài chính như vậy à, hoặc là bạn trong thời điểm này không có nên gọi là bung tiền ra đầu tư ha, hoặc là cẩn thận để người khác uh, tránh bị người khác lừa um, có rất là nhiều những chiêu thức lừa đảo trong thời điểm này để nó rút cạn kiệt tiền của các bạn hoặc là phải có một cái sự bảo mật thông tin của các bạn um, để tránh lừa đảo ngoài ra thời điểm này các bạn cũng luôn giữ cho mình cái tâm thái của sự bình tĩnh đừng để bản thân của mình bị ảnh hưởng bởi những cái sự sân si trong cuộc sống rồi các bạn có sự phán xét phê bình hoặc là so sánh mình với người khác không nên làm như vậy hãy tập trung vào vấn đề của mình tập trung vào việc nỗ lực cố gắng phát triển bản thân ha, việc tập trung vào người khác các bạn sẽ lãng phí rất là nhiều thời gian năng lượng và nó khiến cho may mắn của bạn nó ngày càng đi xa các bạn còn những người tiêu cực nói xấu phê bình chỉ trích gì đó thì mình thấy thời điểm này các bạn im lặng là vàng. Nha, yeah, tha thứ, buông bỏ ha, chính những cái năng lượng này sẽ giúp cho bạn ngày càng dồi dào hơn đó, ngày càng may mắn hơn bởi vì bạn uh, sẽ thu hút được cái uh, sự may mắn của những cái người tiêu cực với các bạn. Uhm. khi mà bạn không có làm gì sai nhưng mà người ta vẫn ghét vẫn chỉ trích các bạn thì chính họ đang uh, gọi là cống nạp những cái may mắn của họ cho các bạn đó. À, việc của các bạn là chỉ thầm cảm ơn, trân trọng và tha thứ cho họ là đủ ha, là bạn sẽ có khả năng thu hút được rất là nhiều những cái may mắn của họ, đặc biệt là may mắn về tài chính. mình thấy là như vậy. ngoài ra mình thấy các bạn là những người sống cực kỳ tình cảm, nhân ái và chân thành, à, ấm áp và lãng mạn. Ừ. các bạn có thể cũng rất là hy vọng mình sẽ tìm được một cái đối tượng yêu mình chân thành, hoặc là được gọi là người khác đem đến cho bạn cái sự gọi là quan tâm, yêu thương và có sự ngọt ngào. Ừ. bạn làm người cũng có thiên hướng về nghệ thuật hoặc là một số bạn có khả năng tâm linh đặc biệt có trực giác cao ha hoặc là ở đây mình thấy có thể là bạn rất là cần nguồn nước các bạn nên cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể ừ. hoặc là có thể cuộc sống của bạn mình thấy những cái sự dồi dào nó sẽ đến một cách dân tràn nếu như, như các bạn có sự uh, lan tỏa tình yêu thương ha? sự rộng lượng cũng như là có sự biết ơn trân trọng những gì mà vũ trụ mang tới đừng có trở nên cái sự gọi là phàn nàn quán trách cuộc đời những cái điều đó chỉ khiến cho bạn mất đi những phước lành may mắn của các bạn thôi hay vì vậy mình hãy biết ơn ha. biết ơn gì mình đang có những gì mình đang sở hữu ừ. Đôi khi nhìn nhận ở những cái người họ kém may mắn hơn các bạn thì cũng là một cái điều giúp cho các bạn có thể cảm thấy bản thân mình được ưu ái rất là nhiều cho nên cái lòng biết ơn là cái um, chìa khóa để bạn có thể kích hoạt cái nguồn nước đến với bạn một cách dồi dào nhất mình thấy là như vậy ha. Bạn sẽ liên tục biết ơn vũ trụ về điều gì trong 10 ngày tới. Ở đây mình thấy có thể trong cuộc sống của bạn sẽ gặp khoảng 3 người, những người này họ sẽ có những sự trợ giúp hoặc là À, hỗ trợ gì đó nâng đỡ tinh thần ha hoặc là giúp đỡ gì đó cho các bạn mình thấy người thứ nhất là một người mang năng lượng nam đây là một người nhạy bén có tài chính vững chắc là một người rất là siêng năng chăm chỉ và cần mẫn à, và người thứ hai là một người mang năng lượng nữ à, trưởng trưởng thành hơn trưởng chạc hơn có nguồn tài chính vững chắc an toàn và có sự gọi là phóng khoáng cởi mở và thích giúp đỡ người khác và rất là yêu thương gia đình À, người thứ ba là một người nhẹ nhàng nhân ái một người mang năng lượng nữ sống tình cảm chân thành và có sự ấm áp ừ. thì những người này họ sẽ mang đến những cái giải pháp những cái hỗ trợ gì đó cho các bạn ha Trong 10 ngày tới thì là các bạn sẽ có được một cái sự thể hiện cái cá tính của mình à, và bộc lộ con người thật của các bạn và các bạn à, được các thiên thần ha, khuyến khích các bạn ừ. hãy có sự gọi là tỏa sáng vì bạn rất là tuyệt vời Hãy thể hiện chính mình à. và các ngài muốn bạn có một cái sự tôn vinh cái sự độc đáo của riêng mình bởi vì đối với thần thánh thì bạn vẫn là một cái người rất là thú vị hoàn hảo À, và ngoài ra các ngài có sự yêu thích cái sự sáng tạo của các bạn và đừng bóp chết con người thật của bạn ha để thỏa mãn cái sự chấp nhận của người khác dù sao thì giả vờ cũng không có tác dụng và bạn cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người thay vào đó thì bạn hãy tận hưởng cái sự chân thật và tin rằng những người có cùng chí hướng sẽ bị bạn thu hút ha một số bạn ở đây có khả năng các bạn có sự gọi là phát triển được cái khả năng cái phong cách ăn mặc của mình khiến cho người khác cảm thấy khen ngợi ha, cảm thấy thích thú chẳng hạn, à, hoặc là bạn có thể thể hiện được cái sự độc đáo riêng của mình, cho nên bạn rất là hạnh phúc, bởi vì mình đi theo cái hướng suy nghĩ riêng và cái khả năng của các bạn và có thể các bạn tạo nên một cái sự thành công gì đó, cho nên bạn cảm thấy vô cùng biết ơn vũ trụ vì luôn khích lệ các bạn luôn hỗ trợ để bạn không có sự gọi là um, tự ti hoặc là rụt rè. Ha, để giúp bạn giúp cho bạn có sự tự tin um, thể hiện những cái tài năng độc đáo của chính mình và hãy tin tưởng và theo đuổi những ý tưởng và tầm nhìn sáng tạo các bạn. Hãy nói lên sự thật của các bạn. Ha. Hoặc là một số bạn có khả năng sử dụng cái sự sáng tạo của mình thể hiện một cái dự án nghệ thuật hoặc một cái ý tưởng kinh doanh mới gì đó và nó có sự gọi là tăng tiến cho nên là các bạn cảm thấy rất là biết ơn ừ. ở đây có một số bạn các bạn đã là cha là mẹ đó thì uh, mình thấy thì có thể là các bạn có đứa con trai thì có thể những lời cầu nguyện của bạn dành cho đứa con trai của mình sẽ được lắng nghe ừ. sẽ được đáp lại và ngoài ra thì có thể một số bạn sẽ có tin tức vui về con cái và là đứa con trai Ha và hãy biết rằng con trai của bạn được ơn trên à, bảo vệ an toàn hạnh phúc và được trong chừng à, hãy trao những lo lắng của bạn cho à, ơn trên ha à, nắm giữ cho các bạn và ngoài ra thì có thể là các bạn sẽ phát hiện ra ở ừ, cái mục đích sống của mình liên quan đến việc giúp đỡ trẻ em ừ, hoặc là một cái đứa con trai một đứa bé trai trên thiên đường đang cho bạn biết rằng nó rất là hạnh phúc và gửi tình yêu đến cho các bạn đó có thể là cháu bạn hoặc là con bạn vân vân tùy theo hoàn cảnh ừ. Ngoài ra có một số bạn có đứa con trai thì nó cũng đang cần cái sự quan tâm và sự giúp đỡ của bạn vào lúc này ừ. Hoặc là một vài bạn, các bạn là một đứa con trai trong gia đình Thì có thể là sắp tới mình sẽ nhận được những tin tức từ cha mẹ của mình Hoặc là sự hỗ trợ giúp đỡ từ cha mẹ của mình ừ. Ngoài ra thì mình thấy có thể là công việc kinh doanh gì đó của bạn có khả năng nó sẽ phát triển hoặc là các bạn đang theo đuổi một ý tưởng kinh doanh hoặc là cơ hội nghề nghiệp mới thì có thể nó sẽ được gọi là bộc lộ ra. Ừ. Và những ý tưởng kinh doanh đó là hợp lệ và bạn có thể tin tưởng vào trực giác của mình trong sự nghiệp của các bạn. Bạn sẽ sớm nhận được một cái lời đề nghị cho công việc mới hoặc là cơ hội thăng tiến hoặc là một cái cơ hội nghề nghiệp khác. Ừ. Mà hãy dành thời gian để bạn suy ngẫm về mong muốn nghề nghiệp của thực sự của mình là gì vì một số lựa chọn đang có sẵn cho các bạn và công việc kinh doanh mới của bạn nó sẽ thành công ha, bạn hãy hành động theo hướng ước mơ nghề nghiệp của các bạn và viết ra hành động theo ý tưởng của bạn cho một công việc kinh doanh mới Hãy tin tưởng vào những cái cảm nhận sâu sắc của bạn về nghề nghiệp của mình một cái sự thay đổi tích, tích cực đang đến với các bạn hoặc là có một số bạn thì doanh nghiệp của bạn đang trải qua một cái quá trình chuyển đổi lành mạnh hơn ừ, trong 10 ngày tới. ở đây mình thấy các bạn có hai cái thời điểm vào mùa đông và mùa thu ha. thì câu trả lời cho những lời cầu nguyện khẳng định của bạn nó sẽ thực hiện vào đầy đủ trong những tháng mùa đông và mùa thu ha. có thể có hai thời điểm ở đây. Ừ. thì mùa đông là thời điểm hoàn thành à, những mong muốn của bạn nó sẽ được thực hiện trong những tháng này. Và trong khi bạn chờ đợi thì bạn hãy có một sự lên kế hoạch cho cái hướng mục tiêu của bạn Bằng cách các bạn có thể gọi là làm theo linh cảm và hướng dẫn trực quan các bạn Đây có khả năng cũng đồng một cái thời điểm mà các bạn sẽ có nhiều cái khoảng thời gian nghỉ ngơi hơn Hoặc là kết nối với các thành viên trong gia đình bạn bè của mình Hoặc là một số bạn có thể sẽ hoàn thành dự án Và đây cũng là cái thời gian các bạn nên tôn trọng cái nhu cầu cơ thể của bạn Ừ. những cái gì mà bạn đang thực hiện ở hiện tại thì có thể là mùa thu hoặc là mùa đông nó sẽ được gọi là vượt qua hãy uh, nó sẽ được hoàn thành uh, trọn vẹn nhất và hãy cố gắng vượt qua sự gọi là nương uh, chiều bản thân quá mức của các bạn ừ. và cái giai đoạn mùa thu là giai đoạn bạn sẽ hưởng được rất là nhiều những phước lành sự dồi dào ừ. hoặc là các bạn uh, có khả năng là sẽ có một cái sự gọi là thu hoạch gì đó trong cái mùa thu ha nếu như bạn đang có dự định gọi là trồng cây trồng vườn vân vân à. bạn hãy có một cái sự tiếp tục chăm sóc những cái suy nghĩ của bạn bằng cách bạn duy trì những cái điều tích cực khẳng định cầu nguyện và thực hiện những hành động có được cái hướng dẫn các bạn sẽ có được cái thành quả xứng đáng ha? trong cái mùa thu này hoặc một số bạn ở đây có thể là các bạn sẽ có được cái sự gọi là thi cử thành công ừ. hoặc là tham gia những khóa học đào tạo gì đó và phát triển nó ở đây có một số bạn các bạn cần phải ý thức cái lời khẳng định của mình để nâng cao suy nghĩ và năng lượng của bạn cũng như thu hút những gì bạn mong muốn bạn hãy sử dụng những cái lời khẳng định tích cực nhất ừ. bạn đang khao khát một cái gì gì đó và để tăng tốc cái khả năng gọi là có được nó thì điều quan trọng là bạn phải nâng cao suy nghĩ cảm xúc và niềm tin của bạn lên một cái tầm cao mới ừ. Những cái lời khẳng định tích cực có thể tăng cường cái sự tự tin và niềm tin của các bạn. Ừ. Đó là hai thành phần thiết yếu và kỳ diệu đang được thể hiện ha. Bạn hãy nói hoặc là bạn đọc những cái lời khẳng định tích cực hoặc là để nâng cao niềm tin thì bạn cần phải có sự lạc quan. Ừ. Đồng thời tin vào những kết quả bạn đạt được ha hãy bắt đầu mỗi ngày với những cái điều gì đó có ích chẳng hạn như lời cầu nguyện thiền định hoặc là đọc một cái cuốn sách nâng cao tinh thần của mình khi mà bạn luôn lạc quan như vậy thì mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó sẽ trở nên tích cực hơn và kết quả của tình huống mà bạn đang hỏi nó phụ thuộc vào sự lạc quan của các bạn hãy theo dõi những lời bạn nói và viết để đảm bảo rằng chúng tích cực và phù hợp với mong muốn của các bạn ừ. cái mong ước của bạn đang đến gần rồi nhưng mà có một số bạn các bạn À, muốn nhưng mà các bạn lại không tin tưởng cho mấy hoặc là bạn luôn có suy nghĩ tiêu cực thì những cái điều này sẽ khiến cho cái ước vọng của bạn nó sẽ có sự bay xa <laughs> và bạn đang thực hiện điều gì đó thì bạn cứ luyện tập hàng ngày đi ha với cái việc bạn luyện tập hàng ngày thì bạn có thể trao dồi kỹ năng và tài năng của bạn cũng như tăng cường cái sự tự tin các bạn ừ. Bạn đang hỏi làm thế nào để có thể hoàn thành một cái việc gì đó thì câu trả lời là bạn hãy đầu tư thời gian luyện tập và thực hiện mục tiêu của mình hàng ngày. Thậm chí một vài phút cũng sẽ tạo nên cái sự tiến bộ lớn. À, ví dụ như viết một trang mỗi ngày sẽ tạo ra một cuốn sách hoàn chỉnh vào cuối năm. À, hãy thúc đẩy bản thân của mình luyện tập bắt đầu từ hôm nay. Hoặc là một số bạn thì có thể là giảm cân thì bây giờ thời điểm mình luyện tập thì có thể trong dòng mùa thu này là bạn sẽ thấy được cái cái kết quả xứng đáng rồi hoặc có khả năng các bạn sẽ có một sự thực hiện một sở thích hoặc là kỹ năng mới gì đó hoặc là tham gia những khóa học mới mở mang à, kiến thức của mình hoặc là một số bạn mở những cơ sở kinh doanh hoặc là cơ sở tiếng khám chữa bệnh gì đó thì thứ nó có sự phát triển thuận lợi ha cho nên các bạn có sự biết ơn vũ trụ ừ. hoặc là các bạn cảm thấy biết ơn bởi vì bạn tìm ra được cái mục tiêu con đường hướng đi rõ ràng được cái sự hướng dẫn để bạn có thể đi đúng đường và đã đến lúc các bạn nên có một sự thể hiện cái tài năng của bạn một cách công khai rồi à, và hãy thực hiện các bước tích cực để hướng tới mục tiêu các bạn để thực hiện hóa ước mơ các bạn nha bạn sẽ liên tục biết ơn vũ trụ về điều gì trong giai đoạn 10 ngày tới À, một số bạn có thể là bạn sẽ trở nên à, quyến rũ hơn đặc biệt các bạn nữ xinh đẹp hơn cuốn hút hơn do các bạn có một cái quá trình luyện tập à, và chăm chỉ thì các bạn có được cái à, điều xứng đáng ha ngoài ra thì có thể một vài bạn ở đây các bạn có những cuộc thi phỏng vấn gì đó có những cái trở ngại gì đó thì mình thấy là bạn sẽ thành công nếu như bạn có sự cố gắng và đầu tư ha còn các bạn có sự à, ơ hờ lãnh đạm các bạn có sự gọi là hơn xui may rủi thì khó có thể cái kết quả mà bạn mong đợi nhưng mà nếu như các bạn có sự đầu tư thời gian công sức và luyện tập thì các bạn sẽ có cái thành quả xứng đáng ở đây ừ. ngoài ra thì có thể một vài bạn các bạn có được những cái nguồn tiền tài ha mà nó được bảo toàn bảo đảm nó có sự phát triển và nó có sự mọc mầm kiểu có một số bạn có thể là bạn đầu tư một cái lĩnh vực gì đó và nó ngày càng tăng trưởng hơn ngày càng gọi là sinh lời hơn có thể là về vấn đề vàng hoặc là đất vân vân ngoài ra hoặc là một số bạn có tiền để có thể đầu tư vào những lĩnh vực này ha các bạn có thể mua được cái mảnh đất mình yêu thích hoặc là tìm được một cái nơi phù hợp cái kênh phù hợp để đầu tư đúng đắn bên cạnh đó thì có thể một số bạn sẽ hoàn tất hoàn thành xong những cái việc gì đó bạn cảm thấy còn chưa hoàn thành được ha những cái điều bức bối gì đó nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa hoặc là có thể có bạn có thể là sẽ vượt qua được những giai đoạn thử thách như là gặp phải những cái người chiêu trò, những cái người lừa đảo lợi dụng nhưng mà bạn có trực giác cao cho nên là bạn được ơn trên thúc đẩy một cách mạnh mẽ để bạn không có bị lừa, bị gạt ha, mình thấy là như vậy. Uh, và cái uh, nguồn tiền tài hoặc là cái um, tài chính hoặc là cái cơ hội cái sự nghiệp gì đó của bạn nó sẽ được bảo đảm được bảo toàn nó được uh, yên vững uh, nó được bền vững nó không có bị người khác rồi lấy đi ha kiểu vậy bên cạnh đó một số bạn sẽ có một cái sự hợp tác hòa hợp ký kết hợp đồng thành công ha hoặc là làm nhân viên chính thức cho một công ty có bạn là tìm được theo đuổi được mức công việc bạn yêu thích và bạn có cơ hội được nhận vào làm cho công ty đó và bạn được mọi người trợ giúp hỗ trợ rất là nhiều. Tuy ừ. à, nhiên các bạn cũng nên có một cái sự đề phòng trước những cái người hai mặt ha, trong cuộc sống của các bạn. Ừ. À, ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn có tình yêu, có thể tình yêu của các bạn nó có sự ngọt ngào, có sự dân tràn hạnh phúc hơn, ha, có sự gắn kết, sự thấu hiểu, sự chân thành và có những cái giây phút hẹn hò với người yêu thì có thể cái người mang năng lượng nam có thể là họ sẽ chủ động hơn sau cái khoảng thời gian mà các bạn cảm thấy xa cách hoặc là lạnh lùng với nhau do ảnh hưởng bởi công việc và sự nghiệp và có thể các bạn mang năng lượng nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn các bạn nên tự tin và tập trung vào bản thân và cuộc sống của mình đừng có quá tiêu cực thì cái sức hút của bạn sẽ thu hút người yêu của bạn một cách mạnh mẽ nhất tránh tranh cãi trong thời điểm này tranh cãi rất là dễ gây cái sự chia rẽ ha Uhm. à, và nói chung là mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách êm ái trọn vẹn và thành công dành cho các bạn và tuy nhiên thời điểm này các bạn cũng nên không có nên khoe khoang ha phô trương nên có một cái sự gọi là tiết kiệm khiêm tốn khiêm nhường thì mọi thứ nó sẽ ổn thỏa và tốt đẹp còn các bạn có sự khoe khoang hay gì đó sẽ có khả năng thu hút thêm nhiều người ganh tị của các bạn và họ cản trở cái bước đường của các bạn cho nên là việc của mình là à, có cơ hội có tiền bạc thì nên có sự dấu kính đi đừng có khoe <laughs> kiểu vậy. hoặc ừ. là tránh người khác gọi là họ muốn lợi dụng gì đó. Ừ. bạn được ơn trên bảo vệ tránh khỏi những cái trò ma giáo của người khác. hoặc ừ. là bạn xem được rất là nhiều tin tức những cái người họ hướng dẫn họ hỗ trợ để cho các bạn không có bị lừa đó. Ừ. thể là mọi thứ nó có sẽ có một cái sự thuận lợi hoặc là nó sẽ được đẩy cái tốc độ cao hơn so với giai đoạn uh, chậm chậm rãi lúc trước thế như vậy ngoài ra có một số bạn có những cái buổi biểu diễn dẫn dắt chương trình gì đó thì có thể bạn sẽ thành công trọn vẹn và bạn có nhiều ý tưởng và bạn có khả năng gọi là thể hiện được cái sự độc đáo riêng của mình và được mọi người đón nhận công nhận và biết ơn cũng như là có sự gọi là hỗ trợ cũng như là có sự ủng hộ các bạn ha. đặc biệt các bạn mang năng lượng nữ ở đây là mình thấy khá là nhiều ha. các bạn tự tin hơn tỏa sáng hơn các bạn thầm biết ơn vũ trụ rất là nhiều Và ba ban cho bạn uh, sức khỏe tài năng trí tuệ sắc đẹp từ sự tự tin uh, cơ hội ừ. bạn nam cũng vậy mình thấy um, các bạn sẽ có sự trân trọng biết ơn đặc biệt các bạn nam có thể là sẽ biết ơn về vấn đề tài chính hoặc là um, bạn uh, hoàn thành thành tất mọi công việc một cách uh, dưỡng chắc nhất um, và đạt đến cái uh, cái sự gọi là thăng tiến và có thể được cấp trên cân nhắc để giao thêm cái nhiệm vụ mới hoặc là có thêm cái sự thăng quan tiến chức gì đó trong công việc hoặc là được thưởng ha, được tặng quà gì đó vân vân có những mâu thuẫn gì đó sẽ được giải quyết Ăn thua các bạn phải giữ cho mình cái tâm tính bình tĩnh chứ đừng có hấp tấp, đừng có tranh cãi thì mọi thứ nó sẽ rất là ổn thỏa cho các bạn Các bạn có lá 10 ly nè, cho nên là mọi thứ nó sẽ vui vẻ, sẽ trọn vẹn Hoặc là chuyện gia đình của bạn có thể là sẽ được giải quyết Hoặc bạn đang lo lắng gì đó cho người thân nào đó của các bạn có thể là họ sẽ được gọi là chữa lành hoặc là cái vấn đề của họ sẽ được giải quyết trọn vẹn Đây một số bạn các bạn có con cái, có một số cô chú có thể là có con cái và đang thất nghiệp hay gì đó đang cầu nguyện cho con cái mình có công việc tốt hoặc là được bảo vệ thì có khả năng là sẽ được nha. Một số bạn có thể bạn có sự gọi là mua um, đất thành công hoặc là thu hoạch trái cây thu hoạch bội thu cái gì đó ha. nhà bạn gieo trồng gì đó ở đây cho nên mình cũng cảm thấy rất là biết ơn mọi thứ nó có sự suôn sẻ mặc dù cũng có những cái vấp váp thử thách nhưng mà cuối cùng nó lại gọi là Cho uh, chảy hơn thuận lợi ở đây nè các bạn có cái thông điệp rất là tốt đẹp dành cho các bạn đó là uh, mặc dù có thể gần đây là các bạn cảm thấy khó khăn thử thách nhưng một cái giai đoạn thăng tiến và bứt phá hiện đang mở ra Ừ. cái việc thích nghi cần phải thật uh, được thể hiện trong con người các bạn phải thích nghi phải linh hoạt à, đó là điều cần thiết ừ. ngoài ra thì uh, mình thấy có thể một số bạn các bạn sẽ có được những cái sự thật và sự thật này uh, giúp cho bạn có sự thắng thế ừ. hoặc là những cái thứ không cần thiết tiêu cực nó sẽ bị suy yếu uh đồng thời đừng có tin tưởng người khác quá mức đừng có để với bản thân của mình có một cái niềm tin mù quáng thì rất là dễ bị người khác lừa hoặc là lợi dụng ha các bạn có rất là nhiều thông điệp liên quan đến sự hạnh phúc hoặc một số bạn có khả năng là người thân của bạn họ có hạnh phúc họ có đám cưới ha hoặc là một số bạn có được cái hạnh phúc trong tình yêu của mình có sự ngập tràn cái sự thấm thiết hơn hoặc là có khả năng tình yêu đến với các bạn tuy nhiên mình thấy giai đoạn này cũng các bạn nên chọn lựa phù hợp để tránh bị người khác lừa nha bởi vì có đối tượng lừa đảo đó cho nên là mình phải hết sức cẩn thận những cái thành công mới những cái mối quan hệ và thậm chí những khởi đầu mới đều đang được mở rộng ừ. ở đây mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có những cái buổi lễ kỷ niệm gì đó ha khá là vui hoặc là có những cái sự phấn khích những cái tin tốt và có một cái sự rạng rỡ về mặt thể chất ha. cái sự điều gì đó ngoài tầm với thì bây giờ có thể bạn sẽ đạt được và ngoài ra thì hãy có một cái sự cẩn thận với cái sự chi tiêu quá mức sẽ khiến cho bạn bị thất thoát tài chính cho nên là bạn nên tiết kiệm nhiều hơn trong thời điểm này ừ. ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn được yêu thương ha. hoặc là bạn có khả năng là phá vỡ được cái lời nguyền hoặc là những sự tiêu cực mà người khác đang gây ảnh hưởng đến các bạn các bạn được ơn trên bảo vệ cho các bạn À, bảo vệ được sức khỏe của mình cũng như những cái thành quả của mình à, một cách chắc chắn nhất ừ. bên cạnh đó mình thấy các bạn sẽ có được cái sự rõ ràng hơn ừ, có khả nhìn khả năng nhìn thức nhìn thấu à, nhìn rõ sự kiện vấn đề một cách rõ ràng và tinh tế nhất ừ. những cái ý tưởng mới những đột phá và sự gia tăng về tài chính cũng như nguồn lực đều đang được mở ra và bạn nên tin tưởng vào phán đoán của mình có nhiều khả năng chiến thắng trước những thử thách khó khăn và cơ hội phát triển đột ngột trong công việc mà bạn đang đảm nhận. Và ngoài ra thì có thể các mối quan hệ sẽ tập trung vào cái thể chất với ham muốn. Có thể một số bạn đang trong tình yêu có thể các bạn sẽ có những ham muốn đam mê với nhau một cách gọi là tột độ hơn. Nhưng mà hãy cân bằng ha. Và đồng thời hãy cẩn thận với cái việc bạn suy nghĩ quá nhiều, bạn lo lắng, bạn phiền muộn quá nhiều thì nó khả năng khiến cho hạnh phúc của bạn nó có sự gọi là Uh, trôi đi nha bởi vì khi mà bạn một số bạn ra nghi nghi ngờ trong tình yêu quá nhiều có thể khiến cho các bạn trở nên áp đặt và kiểm soát tình cảm thì có thể khiến khiến cho tình yêu của bạn nó có sự gọi là um, vỡ nát đó ha mình thấy là như vậy um, và một số bạn như mình nói đó có niềm vui về con cái khả năng là đứa con trai um, hoặc là có một cái sự độc lập um, phát triển một cái nền tảng mới hoặc là phát triển một cái niềm đam mê có tầm nhìn rõ ràng về cuộc sống của mình ừ. có thể người ta ở nhiều nơi người ta bị thiếu nước nhưng mà các bạn lại có được cung cấp đầy đủ nước ha nơi bạn không có bị thiếu không bị cạn kiệt cho nên bạn cảm thấy biết ơn về điều này nữa ừ là có khả năng trong 10 ngày tới có một số ít người có thể khoảng 10% ở đây có thể chứng kiến một cơn mưa <laughs> cho nên cảm thấy biết ơn bởi vì trời nắng quá <laughs> rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3. bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi à, bạn sẽ liên tục biết ơn vũ trụ về điều gì trong giai đoạn 10 ngày tới và đây những trái bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 các bạn tụ 3 là những người dạ gần đây hơi buồn ngủ hơi mỏi mệt và <laughs> là đang chờ đợi một cái kết quả một cái tin tức gì đó ha hoặc là đang cố gắng gọi là chăm chút hơn cho giấc ngủ tìm kiếm cái phương thức nào đó để ngủ ngon hơn có thể các bạn đang gặp cái vấn đề gọi là thức khuya khó ngủ hoặc là có những cái núi tiếc gì đó và đang cố gắng chữa lành kiểu vậy ừ. các bạn là những người rất là thích giúp đỡ người khác thích chia sẻ thích cho đi thích hỗ trợ ha. và đồng thời mình thấy có thể trong cuộc sống của bạn sắp tới sẽ được cái sự hỗ trợ giúp đỡ từ những người xung quanh hoặc là những cái điều gì đó của bạn nó sẽ được tháo gỡ và mình thấy cái nguồn năng lượng mà bạn thích biết gọi là chia sẻ cho đi nó đang khiến cho vũ trụ gọi là động lòng và đang gọi là uh, kích hoạt lại cái dòng chảy thịnh dường hoặc là đang gọi là ban cho bạn rất là nhiều những cơ hội nhập được quý nhân hoặc là những cơ hội gì đó mang đến cho bạn cái sự gọi là may mắn về tài chính ha một cách bất ngờ đấy là như vậy ừ, các bạn cũng là một người rất là khao khát có được tình yêu hoặc là bạn rất là lãng mạn rất là đào hoa được nhiều người quan tâm và yêu mến thời điểm này có khả năng có rất là nhiều điều đến với cuộc sống của các bạn mở ra cho bạn một cái chương mới một cái hành trình một cái con đường mới một cuộc sống mới ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy là thời điểm này thì có thể là các bạn nên có một cái sự gọi là nhìn nhận lại những gì đã qua và cố gắng thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn và tránh làm những cái điều sai trái để bản thân của mình hối tiếc rút ừ. kinh nghiệm cho những quá khứ sai lầm và bây giờ thời điểm các bạn có sự giống như kiểu à làm lại cuộc đời ha. Ừ. Và thời điểm này nên có sự chú trọng vấn đề ăn uống cẩn thận ha, có một cái chế độ lối ăn sống lối, lối ăn uống lành mạnh hơn, lối sống lành mạnh hơn để bảo vệ sức khỏe của mình. Bảo vệ cái dạ dày bao tử của các bạn đó. Cái ừ. tiêu hóa của các bạn. Và ngoài ra thì có khả năng thời điểm này các bạn cũng nên cẩn trọng trong việc lựa chọn đối tượng tình cảm để tránh bị hối tiếc hối hận khi mà chọn sai người đó. Ừ hãy chọn một người yêu bạn thật lòng chứ không phải yêu bạn vì những cái lý do như là về tiền bạc hoặc là về uh, tình dục ừ, mình thấy là như vậy một số bạn ở đây các bạn đang có một cái sự hối tiếc hối hận về những cái gì đã xảy ra trong quá khứ liên quan đến tình cảm ừ, thì mình thấy có thể là bạn sắp gặp được một cái người định mệnh nào đó đến để gọi là chữa lành con tim các bạn ừ, giúp cho bạn có sự ngủ ngon hơn ha rồi để mình xem coi. Ừ. Bạn sẽ liên tục biết ơn vũ trụ về điều gì trong giai đoạn 10 ngày tới? Một số bạn chọn luôn tù 1 với tù 3. Wow. <laughs> đúng là các bạn năng lượng đi đâu thì nó cũng sẽ có được cái điều bạn mong muốn thôi. Ừ. Dù trụ tụ nào thì cũng sẽ con đường nào cũng sẽ đi vào la mã thôi. Nhưng mà mình thấy toàn là ý những cái ý hay thôi, những cái ý may mắn gì như vậy các bạn thôi. Ở đây một số bạn có thể là các bạn sẽ có niềm vui về nhà mới, ha. À, hoặc là các bạn hãy biết rằng cái việc di chuyển trong thời điểm này là một cái bước đi đúng hướng cho các bạn. Ừ. Một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ đi chuyển đến một cái địa điểm mới với những kết quả khả quan hơn Hoặc là bạn đang gọi là cầu xin sự giúp đỡ từ các thiên thần về cái vấn đề sự thay đổi gì đó Hoặc là từ bỏ ngôi nhà hiện tại Hoặc là giải phóng những lo lắng về tài chính Tìm kiếm một nơi ở mới tuyệt vời hơn thì các bạn sẽ được lắng nghe và được đáp lại đó, hỗ trợ đó ừ. Hoặc là bạn sẽ gặp được một cái đại lý bất động sản họ sẽ giúp cho các bạn trong cái vấn đề này một cái sự thay đổi tích cực về tài chính Sẽ đe cho phép các bạn mua được một cái ngôi nhà tốt hơn Hoặc là có thể à, Có một số bạn ở đây Thì mình thấy là có khả năng là các bạn Sẽ có một cái sự thay đổi trong một cái mối quan hệ à, Có sự gọi là chuyển mình ha. Trong cuộc sống của bạn Mọi thứ đang có sự chủ lành à, Hãy cân nhắc Cái công việc giúp đỡ người khác à, Sửa sang nhà cửa của họ ừ. Bạn có thể là sẽ hỗ trợ người khác hoặc là được ai đó hỗ trợ để bạn có thể trang trí nhà cửa hoặc là dọn dẹp mọi thứ nó diễn ra một cách ổn thỏa nhất Nha. À. ngoài ra thì mình thấy các bạn có một cái sự chữa lành về mặt cảm xúc nè à. các bạn khi mà chữa lành xong những cái nỗi đau vấn đề cảm xúc cũ thì bạn sẽ nhận được những cái phước lành và tình yêu mới bạn đang được chữa lành à. và điều đầu tiên các bạn cần phải giải quyết đó chính là buông bỏ cái sự tức giận những cảm giác tội lỗi hoặc là những cái vết thương tinh thần ừ, bạn đang được đánh thức một cái cấp độ sức mạnh mới bên trong bản thân mình bạn có khả năng thu hút à, mọi thứ mà bạn mong muốn và hơn thế nữa hãy cầu xin à, thiên thần vũ trụ có đáng bố hội thiên liên hoặc là những cái người nào đó họ có thể hỗ trợ chuyện những cái chuyên gia giúp cho bạn có thể chủ lành về mặt cảm xúc hoặc là tinh thần của mình hoặc là thể chất của mình trong thời điểm này và bạn là một người rất là tuyệt vời cho nên bạn xứng đáng có một cái trái tim hạnh phúc ha hoặc là các bạn có những lời cầu nguyện gì đó cho gia đình của mình về vấn đề chữa lành đó thì cũng đang đang được diễn ra nha yeah. bạn đang chuẩn bị cho một cái tình yêu mới bằng cách bạn hàn gắn những cái tổn thương cũ từ mối quan hệ hợp tác trước đó và đồng thời những cái tình huống trong cuộc sống của bạn đang mang lại cho bạn một cái sự phát triển cá nhân to lớn đó ừ. ngoài ra có thể bạn sẽ cảm thấy biết ơn trân trọng nếu như không có những cái sự kiện đó diễn ra thì bạn sẽ không thể nào Uh, giải quyết được vấn đề của mình ha. hoặc là có thể chia tay một ai đó bạn cảm thấy đau nhưng mà cuối cùng bạn cảm thấy rất là may mắn bởi vì bạn đã có thể rời bỏ một cái người khiến cho bạn cảm thấy tổn thương quá nhiều hoặc là đau đớn quá nhiều chẳng hạn và đừng lo lắng ha tất cả đều diễn ra một cách tốt đẹp cho các bạn mọi thứ đều ổn ở đây thì mình thấy uh, các bạn đang lo lắng về kết quả của một cái tình huống gì đó? À, nhưng mà các thiên thần muốn trấn an các bạn rằng mọi thứ nó đang diễn ra theo cách hoàn hảo của thần thánh hãy thực hiện các bước để bạn có thể nâng cao tầm nhìn của mình và giải tỏa trái tim và tâm trí của bạn chẳng hạn như là bạn đi dạo giữa thiên nhiên dành thời gian với những người thân yêu tập thể dục hoặc là tận hưởng một cái dự án sáng tạo gì đó ha, do chính bạn thực hiện bạn càng có thể tập trung và tràn đầy niềm tin thì kết quả của bạn nó sẽ trải nghiệm tốt hơn bạn cũng có thể viết ra những cái mối quan tâm của bạn ra giấy và sau đó bạn xử lý nó bằng cách các bạn đốt nó hoặc là đổ nước lên nó hoặc là chôn nó ha ừ. Hoặc là có thể bạn uh, có sự tâm sự với những người bạn tin tưởng và họ sẽ có thể cho bạn những cái lời khuyên hợp lý um, để có thể uh, có giải pháp giải quyết vấn đề của mình Và ngoài ra ở hiện tại các bạn nên có những cái sự nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống lành mạnh um, Bởi vì khi mà bạn căng thẳng quá nhiều về vấn đề thể chất uh, về vấn đề tinh thần thì có khả năng khiến cho thể chất của bạn nó trở nên kiệt sức và mệt nhoài đó. Ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn có thực hiện cái điều gì đó mới thì các bạn cần phải tìm kiếm thêm thông tin, nghiên cứu thêm tài liệu hoặc là tìm hiểu về một ai đó trong tình yêu thì các bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng hơn Khi mà bạn cố gắng đưa ra một quyết định mà bạn chưa có hiểu biết rõ ràng đầy đủ thì bạn sẽ có khả năng bị vướng mắc hoặc là bị gọi là thua thiệt. À, hãy dành thời gian để bạn nghiên cứu nhiều hơn hoặc là bạn có thể cầu xin vũ trụ giúp cho bạn có thêm những cái thông tin cần thiết à, hãy đi theo cái bất kỳ những sự dẫn dắt nào giống như là cảm giác trực quan hoặc là những cái dấu hiệu hoặc là những thông điệp để các bạn có thể tìm ra được cái sự thật mà bạn cần và khi mà bạn có được những thông tin thiết thực thì bạn có thể thay đổi những kế hoạch ban đầu của mình và đừng lo lắng đây là một cái sự thay đổi tích cực sẽ mang đến cho bạn nhiều phước lành hơn về lâu dài Ừ, nên tham gia đọc nghiên cứu hoặc là đồng thời tin tưởng vào những cái uh, tình huống uh, đồng bộ đang diễn ra ừ. và nếu như trực giác của bạn mách bảo rằng một cái điều gì đó nó không phù hợp hoặc là nó nguy hiểm hay gì đó thì các bạn hãy tin tưởng vào trực giác của mình nha và ngoài ra thì những gì mà bạn đang mong ước nguyện cầu nó đang trở thành sự thật trong 10 ngày tới nè ừ và ơn trên có một cái sự sẽ đáp ứng những nhu cầu mong muốn của các bạn đồng thời hỗ trợ bạn để bạn có thể hỗ trợ giúp đỡ người khác và các ngài rất là vui vẻ khi mà ban cái điều ước cho các bạn các ngài có sự phối hợp nhịp nhàng với tất cả sức mạnh và năng lượng của vũ trụ nhưng mà bạn cũng phải có một cái sự gọi là kết hợp với các ngài thông qua những cái lời cầu nguyện của các bạn thì mọi thứ nó sẽ nhanh chóng được diễn ra hơn và nâng cao sự tin tưởng hãy tập trung và giữ cho mình cái sự bình yên nhất À, giúp cho mình có thể thoát khỏi những sự tiêu cực bởi vì những cái tiêu cực nó có thể cản trở những cái mong muốn của các bạn đó ừ. thiên nhiên chính là nơi các bạn cần phải kết nối nhiều để bạn có thể nâng cao tần số để bạn có thể có được ước mơ của mình ừ. và hãy có nhiều niềm vui hơn cũng như nâng cao lòng biết ơn ha có thể trong thời gian tới một cái người thân yêu nào đó họ đang lên một cái kế hoạch gì đó để tạo bất ngờ cho các bạn Ừ. hoặc là giai đoạn này cái suy nghĩ của bạn nó có khả năng thu hút rất là nhanh cái điều mà bạn nghĩ đến vì vậy bạn hãy chắc chắn rằng những lời cầu nguyện thầm lặng của các bạn những lời nói của bạn nó phù hợp với cái kết quả tốt nhất ha? chứ không phải là nỗi sợ hãi ừ. và bên cạnh đó thì mong muốn của bạn nó nằm trong tầm tay các bạn hãy có niềm tin ha? vì mọi thứ diễn ra đều có lợi cho các bạn ừ. ở đây thì mình thấy là các bạn có rất là nhiều những cái lời khẳng định những cái lời nhấn mạnh cho các bạn rằng cái nguyền lời cầu nguyện của bạn đã được lắng nghe và được đáp lại rồi và vũ trụ đang hoạt động âm thầm để giúp đỡ các bạn hoặc là có khả năng có tới hai lời cầu nguyện được đáp lại mặc dù là bạn chưa nhìn thấy được kết quả nhưng mà chúng gần như có thể gọi là sẽ lộ diện ra giống như bạn gieo một cái hạt giống nảy mầm dưới bề mặt trước khi nó nảy mầm thành một cái cây cái cây thì mong muốn của bạn cũng sẽ trở thành hiện thực Hãy có niềm tin, à, mọi thứ đang diễn ra có lợi nhất cho các bạn bởi vì nó đúng là như vậy. Uhm, việc giữ suy nghĩ tích cực để thu hút kết quả tích cực đó là thuận lợi nhất. À, hãy cố gắng vượt qua những sự trì hoãn và trao nỗi lo lắng sợ hãi cho thiên đường và cầu xin sự trợ giúp. À, đồng thời hãy có những hành động cần thiết để có thể đi theo hướng ước mơ của mình. Và Hãy tin vào chính mình ha. Và có thể một số bạn các bạn thực hiện cái điều gì đó trong giai đoạn này có thể mùa xuân Mùa xuân năm sau ha thì có thể mọi thứ nó sẽ được phát triển. Và mùa xuân năm sau là cái thời điểm mà mọi mong muốn của bạn có thể nó sẽ được thực hiện ha. Bạn sẽ được hưởng lợi từ những cái phước lành và mong muốn của mình sẽ thu hút được. Có thể giai đoạn này là giai đoạn bạn à, sẽ có được những cái mong ước nho nhỏ gì đó nhưng mà cái mong ước lớn lao gì đó thì có thể mùa xuân năm sau. Hoặc là một số bạn có thể là bây giờ các bạn có những cái niềm vui mong muốn là có tin con cái thì có thể giai đoạn năm sau là giai đoạn các bạn uh, sanh con vân vân ừ. Có một số bạn sẽ có tin tức vui về con cái trong 10 ngày tới nha yeah. à, Ngoài ra thì một cái dự án gì đó của bạn nó sẽ thành công Hoặc là một số bạn trồng hoa trồng cây gì đó giai đoạn này có thể mùa xuân các bạn giai đoạn các bạn sẽ tận hưởng những cái vẻ đẹp mà cái vườn hoa mang lại ha. Yeah là có những cái khởi đầu mới gì đó trong cuộc sống của mình. Ừ. Bạn sẽ biết ơn vũ trụ liên tục về điều gì trong 10 uh, ngày tới. À, một số bạn có liên quan như mình nói là tình tình yêu quá tình yêu định mệnh gì đó đến với các bạn đem cho đến cho bạn cái cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. À, Yêu thương và có sự gọi là ấm áp và gắn bó ừ. Ngoài ra một số bạn có thể có được cái cơ hội công việc mới Hoặc là kết hợp được, gặp được rất là nhiều người cùng chung tần số Họ giúp cho bạn rất là nhiều trong công việc Hoặc là một số bạn sẽ được đánh giá cao, được công nhận, được nhận uh, cúp ha, Hoặc là nhận được cái bằng khen gì đó vân vân. Ngoài ra thì có thể là bạn sẽ có sự tung tăng, ha, vui vẻ Chứ không còn ở trong cái trạng thái nó ì ạch hoặc nó chậm rãi nữa Ừ, các bạn có khả năng là sẽ giải quyết những cái khối tồn động những khó khăn gì đó của mình ở hiện tại một số bạn chọn luôn tụ hai tụ ba ừ. ngoài ra thì có thể là cái nguồn tài chính của bạn nó cũng có một cái sự gọi là um, có được có nguồn tiền nhưng mà nó không nhiều nhưng mà nó cũng giúp cho bạn có thể trang trải cuộc sống của mình giống như là các bạn bị thiếu hụt tiền bạc thì có khả năng các bạn được ai đó giúp đỡ à, hoặc là các bạn có những cái tác phẩm vì đó thì có thể năng là các bạn được người khác công nhận đón nhận hoặc là giúp cho bạn có thể xin tiền ha nảy xin tiền bạc ở đây hoặc là bán vật phẩm gì đó của mình và được người khác gọi là ngợi khen rồi người ta yêu thích rồi có thể năng là có sự gọi là thu tiền từ những cái món đồ mà mình làm ha kiểu vậy ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn sẽ được ai đó cho mượn tiền hoặc là được hỗ trợ về tài chính À, hoặc là có cái sự tăng trưởng về cái nguồn đầu tư của các bạn à, hoặc là một vài bạn thì có khả năng là các bạn có những cái khoản tiền bất ngờ bên cạnh đó thì có thể là bạn cũng có một cái sự gọi là giao dịch mua bán gì đó thì có thể là nó sẽ thuận lợi nhưng mà hãy có một sự cẩn thận trước những cái quyết định hãy tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh đưa ra những quyết định sai rồi hối hận nha mình thấy có thể là sức khỏe sức khỏe các bạn nó được tốt hơn hoặc là người thân của bạn nó được tốt hơn à, một số bạn có thể là giải quyết những cái vấn đề khó khăn về tinh thần các bạn có được cái sự chữa lành thoải mái một số bạn sẽ có một sự vui vẻ được gọi tưới mình trong cái nguồn nước mát à, trong cái khí trời nóng như thế này Thì có thể các bạn có thể năng là cuộc sống của bạn có sự đầy đủ nước không có bị cạn nước như người khác chẳng hạn ừ, cho nên các bạn có sự biết ơn à, ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn sẽ mua được cái món đồ bạn yêu thích hoặc là ai đó tặng quà hoặc là đem đến cơ hội gì đó cho các bạn một số bạn thì có khả năng bảo tồn bảo vệ được cái tài chính của mình hoặc là bảo vệ được cái vị trí của mình trong công việc mình thấy có thể bạn sẽ gặp hai cái người mang năng lượng nam một người thì có một sự nhân ái nhẹ nhàng ấm áp chân thành một người thì có sự gọi là À, quản lý ha người có tiền có bạc, khôn ngoan và có tài thao lược hoặc có khả năng gọi là đầu tư kinh doanh rất là tốt thì có thể những người này họ sẽ tương trợ gì đó cho các bạn. Giải quyết những vấn đề trong công việc hoặc có khả năng đây là những cái người sếp những người đồng nghiệp giúp cho bạn uh, trong công việc khá nhiều. Ừ. Một số bạn có thể là công việc của bạn mang uh, cái hơi hướng mang tính chất uh, di chuyển hoặc là dịch vụ hoặc là tài chính. Ừ. À và ngoài ra thì mình thấy những cơ hội may mắn được mang đến như các bạn, à, có được quý nhân hỗ trợ, có được nguồn tiền tài, có được cái niềm vui, có được cái sự phấn chấn và tiến đến những cái đỉnh cao mới, không còn ở trong cái trạng thái um, chán nản hoặc là chờ đợi nữa. À, những tin tức gì đó của bạn nó sẽ được mang đến, thì mình thấy toàn là những cái thông tin vui thôi. ha hoặc là một số bạn có khả năng dạo gần đây sức khỏe được tốt và có vẻ hơi um, Mệt mỏi, tinh thần nó xa xúc Nhưng mà trong giai đoạn 10 ngày tới Khả năng là bạn sẽ chạy nhảy Các bạn sẽ vui vẻ, hào hứng trở lại Khỏe mạnh trở lại Hoặc là gia đình, con cái, người thân gì đó của bạn Sẽ được cái điều này Cho nên các bạn cảm thấy rất là biết ơn à. có một vài bạn trong lúc khó khăn thì ai đó có sự gọi là hỗ trợ bất ngờ khiến cho các bạn cảm thấy vô cùng gọi là trân trọng cái sự hỗ trợ đó ừ. một số bạn gia tăng trực giác để bạn có thể tránh được những cái rủi ro gì đó không đáng bảo vệ được chính mình ha trực giác của bạn rất là mạnh đó hoặc là trực giác này nó giúp cho bạn có thể phát triển tốt trong công việc kiểu vậy các bạn được gia tăng sức mạnh là sự kiên cường sự kiên cố nè đồng thời nâng cao được cái sự tập trung các bạn ừ ở đây mình thấy bạn sẽ tìm thấy được một cái sức mạnh lớn hơn và cái nguồn năng lượng nền tảng tích cực xuất hiện và thậm chí là mời gọi bạn đi theo con đường sống mới ha là các bạn có khả năng là có những cái tình bạn tình giao hảo gì đó trong cái cuộc sống của mình và đừng có làm việc quá mức quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nha mình thấy là như vậy các bạn sẽ hoàn thành được mục tiêu và chia sẻ sự thành công với đội nhóm của mình chẳng hạn một cái kết quả gì đó giữa bạn và những đội nhóm của bạn nó có sự gọi là thành công thành tựu và được cấp trên khen thưởng cũng như là được nhận thưởng nữa. ở đây mình thấy các bạn cần phải nâng cao kiến thức nhiều hơn sự hiểu biết nhiều hơn. các bạn có được cái sự bình tĩnh có được cái sự tự tin và các bạn có khoảng thời gian để bạn nghỉ ngơi giữa những cái biến động và hãy tập trung vào những cái suy nghĩ sâu sắc và sống chậm lại một chút bên cạnh đó thì đừng đánh mất bản thân của mình giữa những hành vi của người khác. Một số bạn ở đây mình thấy chạy xe cẩn thận đường chạy nhanh quá. Do các bạn có một cái sự gọi là hào hứng hoặc là tinh thần có sự phấn chấn cho nên đôi khi mình làm cái gì cũng nhanh nhạy hết, nhưng mà hãy có sự gọi là lùi lại để suy nghĩ trước khi mình hoàn thành hoặc là mình làm bất cứ điều gì. Ở đây các bạn có liên quan đến memory nè Một số bạn có thể là bạn được ơn trên ban cho bạn một cái trí nhớ tốt Để bạn có thể hoàn thành xuất sắc những cái công việc Hoặc là một cái buổi diễn tiết dẫn dắt chương trình gì đó Bạn cần nhớ rất là rõ những cái chi tiết Hoặc là cái trí, trí nhớ của bạn nó giúp cho bạn hoàn thành xong những cái dự án khó khăn vân vân Nói chung là mình thấy các bạn sẽ rất là biết ơn một cái vấn đề này hoặc như là bạn có một cái sự mất mát cái gì đó, bạn đang tìm kiếm thì bạn chợt nhớ ra, ừ bạn để nó ở đâu đó rồi bạn cảm thấy biết ơn bởi vì Ờ, đơn trên có sự mách bảo các bạn ha. nhớ lại cái điều mình cần thiết bên cạnh đó các bạn sẽ có một cái mức độ kết nối sâu sắc hơn với mọi người à, bạn được nhắc nhở hay đảm bảo rằng bạn luôn kết nối với trí tuệ bên trong của mình à, và chú ý đến quá khứ và giải phóng những gì không cần thiết nữa ha. hãy lắng nghe trực giác của bạn khi nó kêu gọi các bạn ở thời điểm hiện tại ừ. đồng thời ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái hành trình phát triển mặt tâm linh khá là cao hoặc là có khả năng thanh lọc được uh, suy nghĩ của mình khỏi uh, vướng bận những cái điều gọi là tiêu cực hoặc là những cái dục vọng gì đó ở đây ừ. rồi mình xin uh, kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh uh, hãy đăng ký và uh, chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn